ai làm con khổ. Người mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cái, bởi một người mẹ đúng nghĩa sẽ luôn hy sinh, không nghĩ đến bản thân mình vì lợi ích của con. Thế nhưng, đáng thương thay cho những đứa trẻ không được hưởng tình thương của người mẹ, chỉ vì bố mẹ sống thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, không dành hết tình thương cho con cái, thay vào đó là tham vọng chính trị và tiền bạc ngông cuồng, mà điển hình là những đứa con của mẹ nấm gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Không dừng ở đấy, những đứa trẻ đáng thương này trở thành tấm bình phong cho những lời kêu gọi chống đối chính quyền, đặc biệt là bài viết của tác giả Phượng Vũ, Nỗi buồn của nấm. Chẳng biết trên đời này có còn sự hiện diện của công lý nữa hay không, một người mẹ trẻ chỉ vì đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý mà bị bắt giam vô cớ, bị tách khỏi hai đứa con bé bỏng đang rất cần vòng tay của mẹ, rồi bị đưa ra tòa với một cái án quá nặng nề 10 năm tù. Mẹ nấm gấu không hề đấu tranh cho công lý, cô ta đấu tranh cho những khoản tiền nhận được nhờ giải truyền đơn và chửi chính quyền. Cô ta không đấu tranh cho tương lai của những đứa con mà để khoe mẽ bản thân. Cô ta quên mất mình là một người mẹ. Ấy vậy mà Phượng Vũ còn lớn tiếng bênh vực Quỳnh, mượn sự xót thương của cộng đồng với những đứa trẻ không nơi nương tựa để bào chữa cho hành vi sai trái của Quỳnh. Ôi, thì ra con là đứa bé gái tội nghiệp đã bị người ta cướp đi người mẹ ra khỏi vòng tay yêu thương của con. Để con bị bơ vơ buồn khổ bấy lâu, tội nghiệp con quá. Nhưng ai đã cướp con của Quỳnh? Chính là những nhà đấu tranh dân chủ. Họ đem tiền dụ dỗ Quỳnh ra vào con đường sai trái. Khi Quỳnh vào tù, họ thương vay khóc mướn, giả vờ thương hai đứa trẻ, nhưng thực ra là lợi dụng hai đứa trẻ để kêu gọi tiền đút túi riêng. Chính họ mới là thủ phạm chính, gây ra đau khổ cho những đứa trẻ đáng thương ấy.